Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định quản lý sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe. Đề xuất tiền phạt để bồi dưỡng cảnh sát giao thông xử lý kẹt xe giờ cao điểm. Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định quản lý sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe dự thảo nghị định nhằm thực hiện quy định tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo dự thảo, cơ quan sử dụng kinh phí từ xử phạt vi phạm giao thông gồm Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố. Ban An toàn giao thông quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố, các lực lượng khác tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông thuộc lực lượng công an, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Dự thảo quy định rõ về nguyên tắc bố trí kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí. Trong đó lực lượng công an được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để thực hiện hoạt động tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông từ 70 đến 80%. Khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và 30% khoản thu từ đấu giá biển số xe. Các cơ quan khác được sử dụng thu từ xử phạt vi phạm giao thông không thuộc lực lượng công an được ngân sách nhà nước bố trí từ 15 đến 30% khoản thu từ xử phạt vi phạm giao thông. Với mức chi cụ thể dự thảo nêu trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hỗ trợ không quá 10 triệu đồng trên một người bị tử vong, không quá 5 triệu đồng trên một người bị thương nặng. Trong dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, thăm hỏi không quá 5 triệu đồng trên một người với nạn nhân bị thương nặng, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Đối với bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông ban đêm, theo dự thảo tối đa 200.000 đồng trên người trên ca, một ca từ đủ 4 giờ trở lên. Thời gian làm đêm từ 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Tối đa không quá 10 ca trên một tháng. Mức chi bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống ồn tắc giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 100.000 đồng trên 1 ca trên 1 người, tối đa không quá 15 ca trên 1 tháng. Tại Hải Phòng, Đà Nẵng 100.000 đồng trên ca trên người, tối đa không quá 10 ca trên 1 tháng. Cần Thơ 100.000 đồng trên 1 ca trên 1 người, tối đa không quá 5 ca trên 1 tháng. Mức chi hỗ trợ cho người thực hiện kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính, tuần tra kiểm soát trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông 300.000 đồng trên người trên ngày mức chi mua tin mỗi vụ việc bằng 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính với tổ chức cá nhân nhưng không quá 5 triệu đồng. Vụ tai nạn nghiêm trọng ở cầu Phú Mỹ, chủ xe tải có phải bồi thường hay không? Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngay tại cầu Phú Mỹ trong ngày 8 tháng 8 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, một xe tải mất phanh đã lao từ trên cầu xuống, đâm vào chiếc Volvo XC90 và dồn toa thêm nhiều chiếc xe khác. Hậu quả của vụ tai nạn là nhiều chiếc xe hư hỏng nặng, thậm chí là bốc cháy. Liên quan đến sự việc này, anh Nguyễn Khắc Xuân, giám đốc một công ty chuyên tư vấn về quyền lợi bảo hiểm tại quận Hà Đông, Hà Nội, đã có những nhận định của riêng mình về khía cạnh bảo hiểm. Theo quy định tại điều 601 Bộ luật hình sự, ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, do đó chủ xe tải sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại dù có lỗi hay không vì xe tải là nguyên nhân gây ra thiệt hại, anh Khắc Xuân cho biết. Trên mạng xã hội nhiều người đặt ra câu hỏi, nếu xe tải có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và các xe ô tô liên quan có bảo hiểm vật chất xe ô tô, công ty bảo hiểm sẽ giải quyết như thế nào? Theo anh Xuân, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm dân sự sẽ đền bù nhưng số tiền chỉ tối đa là 100 triệu đồng cho mỗi vụ tai nạn. So với những thiệt hại mà xe tải gây ra, số tiền này được cho là quá nhỏ. Phần còn lại chủ xe tải vẫn phải đền bù cho các xe liên quan. Phần này anh Xuân cũng nói thêm, để có thể được bảo hiểm cao hơn mức bắt buộc 100 triệu đồng trên một vụ. Các chủ xe có thể mua thêm bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện ngoài mức bắt buộc 100 triệu đồng này. Về phía các chủ xe bị thiệt hại, anh Xuân cũng đưa ra những lời khuyên cụ thể. Theo đó, để được công ty bảo hiểm vật chất bồi thường, các chủ xe cần bảo lưu quyền đòi bên thứ ba gây ra thiệt hại cho công ty bảo hiểm. Điều này được quy định rõ tại các hợp đồng bảo hiểm. Anh Xuân cũng lưu ý các chủ xe không nên tự thỏa thuận bãi nại đối với chủ xe tải khi chưa được công ty bảo hiểm chấp nhận. Nếu điều này xảy ra, các công ty bảo hiểm có quyền giảm trừ bồi thường từ một phần đến toàn bộ số tiền. Hiện nay, luật kinh doanh bảo hiểm mới quy định doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thế quyền bên mua bảo hiểm đòi bên thứ ba có hành vi gây thiệt hại phải bồi hoàn. Điều này có nghĩa chỉ được thế quyền trong trường hợp con người bên thứ ba có hành vi gây thiệt hại không được thế quyền bồi hoàn do tài sản của bên thứ ba gây ra, dù luật dân sự có quy định khác. Bắt đối tượng buôn ma túy ở lắm luôn, người thân quyết liệt chống trả công an. Ngày 11 tháng 8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ bắt giữ Giàng A Sông, 38 tuổi, về hành vi mua bán trái phép ma túy. Cơ quan công an thu giữ 4 bánh heroin nặng gần 1,45 kg, hơn 6.000 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động. Trong quá trình bắt giữ Giàng A Sông, người thân của đối tượng đã dùng gậy và một số vật dụng gây cản trở chống đối lực lượng chức năng. Trước tình huống trên, các đơn vị nghiệp vụ đã giải thích thuyết phục người nhà đối tượng đồng thời phân công tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng, đối tượng và tăng vật thu giữ. Tại cơ quan công an, đối tượng Sông khai nhận đã liên hệ với các đối tượng khác, chưa xác định được lai lịch cụ thể từ dưới xuôi lên để bán ma túy. Lúc chuẩn bị giao dịch, Sông bị phát hiện và bắt giữ. Người bỏ cọc sẽ bị cấm đấu giá biển số xe một năm. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tính đến ngày 8 tháng 8, số tiền thu được từ đấu giá biển số xe đạt khoảng 2.900 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang đưa ra đấu giá biển số ô tô nền trắng, chữ và số màu đen và áp dụng các quy định theo nghị quyết 73 năm 2022 của Quốc hội. Hiện nay luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trong đó chính thức quy định luật hóa về đấu giá biển số xe. Các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đang phối hợp Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, tập trung xây dựng nghị định về đấu giá biển số xe để sớm trình chính phủ xem xét. Nghị định sẽ quy định cụ thể việc thực hiện đấu giá biển số, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho hay. Theo quy định của luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người chúng đấu giá biển số xe có nghĩa vụ nộp đủ tiền trong 30 ngày từ khi có thông báo kết quả. Tiền chúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe. Sau thời hạn trên, người chúng đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền thì biển số xe sẽ được đấu giá lại hoặc chuyển vào hệ thống đăng ký quản lý xe. Đồng thời người chúng đấu giá không được hoàn trả tiền đặt trước, tiền đã nộp và không được tham gia đấu giá biển số xe trong 12 tháng. Đồng thời người chúng đấu giá phải làm thủ tục đăng ký xe để gắn biển số trong 12 tháng, trường hợp bất khả kháng được kéo dài thêm 6 tháng. Qua thời hạn này, biển số xe được đấu giá lại hoặc chuyển vào hệ thống đăng ký và không được hoàn trả số tiền đã nộp. Ngoài ra, các biển số được đưa ra đấu giá còn bao gồm thêm biển số xe máy, giá khởi điểm không thấp hơn 5 triệu đồng và biển số màu vàng, cấp cho ô tô kinh doanh vận tải. Cho mượn xe máy, cô gái khiến chồng cũ và người yêu mới đâm chém nhau trong xóm trọ. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Trần Tiến Đạt, sinh năm 2001, về tội giết người với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Theo cáo trạng, anh Hưởng, sinh năm 1998, quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với chị Lam, sinh năm 1997, và có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2021, hai người có mâu thuẫn nên chia tay, chị Lam nuôi con tại một phòng trọ. Dù chia tay, chị Lam vẫn mượn, sử dụng một xe máy Dream của anh Hưởng. Sau đó, cô gái có quan hệ tình cảm với Trần Tiến Đạt. Tháng 7 năm 2023, Đạt mượn chiếc xe máy nói trên, đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và khâu chuộc lại. Khi anh Hưởng đến phòng chị Lam chơi, phát hiện việc này nên gọi điện, yêu cầu trả lại nhưng Đạt trốn tránh. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2023, anh Hưởng đến phòng trọ chơi, mua đồ cho con và phát hiện Đạt đang trong nhà tắm. Hỏi lại về chiếc xe, anh nhận câu trả lời cứ từ từ tôi mang xe về trả. Anh Hưởng liền đấm, lấy dao gần đó chém, khiến Đạt bỏ chạy về cuối dãy trọ. Người xung quanh thấy vậy liền can ngăn, nhưng anh Hưởng yêu cầu kẻ cắm xe của mình phải quỳ xuống xin lỗi. Đạt không quỳ nên bị anh Hưởng dơ dao lên đe dọa. Bực tức vì bị đánh, nam thanh niên rút dao tự chế ra, đâm một nhát vào sườn đối thủ anh hưởng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tổn hại 53% sức khỏe. Tháng 12 năm 2023, cảnh sát bắt giữ đạt. Bị can này dù cũng bị tổn hại 5% sức khỏe nhưng không đề nghị khởi tố vụ án với anh hưởng, không yêu cầu bồi thường dân sự. Nhà chức trách do vậy phạt hành chính anh hưởng 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích. Quá trình giải quyết vụ án, anh hưởng cũng không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đạt cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày